À, các bạn quay trở lại video của tụi mình nha các bạn. Đây là dâu tây và apple, đây là boy nha các bạn. Đây là dâu tây và apple, đây là boy nha các bạn. À, đây là danh nè các bạn. Đây mọi người đang chơi cái trò gì đây, mình không biết cái trò gì luôn á. Theo anh đau. Rồi chuẩn bị mình sẽ up lên mạng cho mọi người coi nha. Theo sự yêu cầu của các bạn nhỏ. Đây. Bạn này tên gì đây bạn? Tên Ánh. Ánh này các bạn. Bạn này tên gì đây các bạn? Đinh Ly. Mận Ly nè. Còn bạn nào đây tên gì đây? Bông. Bạn này tên gì? Bạn này giới thiệu với bạn tên gì? Bạn này tên gì? Bạn này tên gì? Đây giới thiệu từng người nha các bạn. Bạn này tính gì? Đây theo yêu cầu của mọi người. Wow, chơi trò gì đây các bạn? Chơi trò gì mình không biết luôn á. Bạn này tính gì? Bạn này tính gì? Danh đi. Trù đủ màu hầu quá chứ. Sao vậy? Trẻ. À, trẻ hả? Bạn này tên gì đây? Tên gì mà để cái tè vậy, lấy cái tè ra như vậy, bạn tên gì? Ờ, giống công chúa ha. Quay ai, quay ai? Ờ, quay đây. Ờ, mình giới thiệu đi, mình tên gì? Giới thiệu đi. Rồi ngáp bù nó dành cái vòng của ông bí bông, nó chạy vòng tròn rồi. Bạn này tên danh. Bạn này tên gì? Tên gì? Cụ đen đi. Đen. Cụ đen. Hiểu đang. Đây bạn Út ơi, tên gì? Bạn này bạn nhỏ tên gì? Bạn nhỏ tự giới thiệu về mình. Bông. Lấy cái tê ra cái chỗ đây không được để. Bạn đây là làm gì vậy? Chưa cô quýt. Đây làm tìm gì đây? Thôi tìm gì đây? Hương đấy. Ôi trời ơi. Sao? Cho mấy cái. Buồn ngủ đi. Cô con. Giới thiệu với mọi người bạn tên gì? Tên gì? Dâu tây. À, dâu tây ha. Sao răng nó xuống nè. Bạn tên gì? Bạn tên gì? Bạn tên gì? Bạn này bạn tên gì? Tên gì? Tên Ngân. Tên gì? Tên Ngân. Hả? Sao cái đầu dài, sao cái đầu trẹo trẹo vậy? Đầu này là như con khỉ đồ quá. Rồi bạn cho nó tục. Rồi chào mọi người đi. Thôi bye bye mọi người. Mai sẽ làm video Tony TV. Rồi chuẩn bị lên vô cho TV.
chơi chơi lại cái trò gì vậy mà ôm cái trò gì vậy trời. Biết đây. Các bạn ở quê tấu thui tấu thiết kìa này. Rớt điện thoại bẻ cái chảng đâu. Bye bye mọi người nha. Bye bye.